thì bây giờ thì vắng hơn so với mấy ngày trước, những ngày không có dịch thì đông hơn, có dịch thì người ta cũng giảm lên rất nhiều. Tớ thì thường xuyên là tập ở đây ngày 2 buổi, buổi sáng buổi chiều. Cô thì ngày nào cũng đi thể dục quanh công viên Lenin, hai vợ chồng ngày nào cũng đi như thế. Mình đi thì mình chuẩn bị những gì? Khẩu trang đầu tiên, sau đó bắt đầu có mũ bảo hộ thì tốt, còn không thì cũng bắt buộc phải có khẩu trang. Tôi thấy có một số người rất là ít thôi không đeo khẩu trang. Có cả người Tây cũng có, khách Tây có mấy người. Như thế thì cô đánh giá có nguy hiểm không? Tất nhiên là nguy hiểm rồi, thế nhưng mà ở đây cũng không thấy có các cái lực lượng chức năng để nhắc nhở, chưa thấy có. Dịch bệnh ngày Covid-19 này sẽ lây chủ yếu là qua những cái giọt bắn của coi như là hơi thở đấy. Tôi đeo khẩu trang như này thì thấy yên tâm hơn. Ôi à. Đúng kiểu cô thông thể, cô phải như là như kiểu.